Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, trong không khí tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của Đức Sanh Thành, các Phật tử đã vân tụ về chùa Phật Quang, thành phố Philadelphia, tham dự đại lễ Vu Lan vào lúc 6 giờ chiều ngày 10 tháng 9 năm 2017. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số hình ảnh về đại lễ Vu Lan tại chùa Phật Quang, thành phố Philadelphia năm nay. Kính bạch chư thượng tọa đại đức Tam Ni, kính thưa quý quan khách, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2017. Trong không khí trang nghiêm tràn đầy, tại Phật Quang long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn nghe, đang còn vương dương. Dù mai này mẹ hiền có đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn không thêm như bầu trời. Sau nghi thức tại chánh điện là một chương trình văn nghệ đặc biệt tại hội trường của chùa. Nguyễn Đình Toàn, tường trình từ Philadelphia.